Sau đây là những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh và cả nước hôm nay. Tại Ninh Bình, trong ngày hôm nay, toàn tỉnh có 1.305 trường hợp của yếu tố dịch tễ được điều tra và lấy mẫu, trong đó 2.113 mẫu có kết quả âm tính, 185 trường hợp đang được cách ly và giám sát đều tuân thủ nghiêm công tác phòng dịch. Tại Việt Nam, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 1 tháng 3, Việt Nam ghi nhận 13 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 8 ca ghi nhận tại Hải Dương, 5 ca nhập cảnh tại Kiên Giang, được cách ly ngay. Cả nước hiện có 10 tỉnh, thành phố đã qua 16 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng, bao gồm Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh. Đối với những địa phương có dịch, Bộ Y tế tiếp tục tăng nhân lực hỗ trợ, chỉ đạo các địa phương, cơ sở y tế thực hiện tốt công tác điều trị cho người mắc bệnh. Hiện các cơ sở điều trị vẫn tiếp tục thực hiện tốt. Các y bác sĩ luôn nỗ lực cố gắng để điều trị cho bệnh nhân một cách tốt nhất. Trong ngày hôm nay có 16 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.